Hey, xin chào mọi người. Đây là anh Mabic đang cầm kim cho thợ hàn. Đây thợ hàn đang sửa chữa lại xe máy cắt lúa để đi làm. Đây anh Mabic đây nhá. Đây, anh chuyên chạy máy cắt lúa. Động cơ 70. Đây đang tu sửa lại hết để đi làm. Yeah.
Vâng vâng. Từ từ vậy, nó là gọi mã một prong đấy, là cái phỏng.